Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp VTS kính chào quý khách hàng. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý khách hàng dòng máy in phun thùng cạc tông tốc độ cao. Đây là máy in Hanway 2500W đang được VTS đại diện phân phối trên thị trường Việt Nam. Máy in Hanway 2500W được trang bị đầu cấp giấy bánh xe, hệ thống băng tải dẫn giấy hút chân không giúp máy in được cả giấy cong vênh. Khổ giấy in tối đa 2500mm x 4000mm. Máy được trang bị 12 đầu in phun công nghiệp Kyocera Nhật Bản, với kích thước gấp 4 lần các đầu in phun thương mại, cho độ sắc nét cao, màu sắc chính xác và tốc độ in tối đa 1200m2/giờ. Với hệ mực 4 màu CMYK, máy có thể in số lượng màu không giới hạn, thỏa mãn tất cả các đơn đặt hàng. Hệ thống di chuyển đầu in phun bằng đệm từ trường giúp máy chạy được tốc độ cao cực kỳ êm ái với độ chính xác cao. Máy có thể in trên giấy cạc tông và giấy đúc lách mà không lo mực bị bay màu. Mời quý khách hàng xem hình ảnh chạy hàng thực tế của máy. Cảm ơn quý khách hàng đã xem video.